Chào các bạn, tôi là Kiều Nguyên Cường, giảng viên chuyên ngành kế toán của Đại học Thủy Lợi. Rất vui được gặp các bạn ở cái khóa học kế toán chi phí giá thành này. Thì các bạn biết là hiện nay rất nhiều bạn làm công tác kế toán nhưng chưa thể làm tốt được công tác kế toán tổng hợp. Một trong những cái rào cản đấy là phần chi phí giá thành tại các doanh nghiệp. Thì thông qua khóa học này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phần kế toán chi phí giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất, phần kế toán chi phí giá thành tại các doanh nghiệp tư vấn, các doanh nghiệp dịch vụ và phần kế toán chi phí giá thành tại các công ty xây dựng. Thì cái quá trình học của chúng ta thì tôi sẽ bắt đầu từ phần lý thuyết, giới thiệu cho các bạn vai trò của chi phí và giá thành, các cái loại chi phí giá thành và cái quy trình hạch toán chi phí giá thành từ phần chứng từ đến hệ thống tài khoản, ghi sổ và lên báo cáo. Thì mục tiêu của khóa học này là gì ạ? Sau khi học được, các bạn nắm chắc được phần kế toán chi phí giá thành tại các doanh nghiệp, đặc biệt ở góc độ lý thuyết. Sau khi nắm chắc được phần này thì với cái hệ thống bài tập cũng như là các cái chứng từ thực của doanh nghiệp thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thực hành kế toán chi phí giá thành nói riêng và kế toán tổng hợp của doanh nghiệp nói chung. Tại sao lại như vậy? Bởi vì kế toán chi phí giá thành có thể khẳng định nó chiếm đến 70-80% khối lượng công tác kế toán tổng hợp của doanh nghiệp. Sau khi các bạn đã giải quyết được phần kế toán này cũng như vượt qua những cái rào cản về lý thuyết thì các bạn có thể tự tin làm công tác kế toán chi phí giá thành. Từ đấy chúng ta có những cái kiến thức cơ bản để làm việc với thuế, liên quan đến công tác kế toán thuế và giải trình với các cái cơ quan chức năng về phần chi phí giá thành nói riêng cũng như công tác kế toán tổng hợp nói chung. Thì rất hy vọng là các bạn có thể trang bị được những cái kiến thức phù hợp để chúng ta có thể vận dụng trong thực tế và tìm kiếm những cái cơ hội công việc trong cái thời gian tới. Chúc các bạn học tốt. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.